Doma, 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 des. Doma, 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 des. Doma, 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 des. Chị Kim, xin chào tất cả các em. Kim ơi, các em có còn nhớ không? Cách đây không lâu khi nhà chị bị mất điện á, chị cảm thấy rất là nóng và chị không thể chịu được. Thế là chị đã nghĩ ra một cái ý tưởng rất là buồn cười, đó chính là chị mua mấy ký rác khói về để làm mát căn phòng. Sau cái thí nghiệm đó thì có rất là nhiều em thích thú và chị Cà Chua nhận được rất là nhiều lời yêu cầu liên tục là chị Cà Chua hãy làm thêm những cái thí nghiệm về rác khói đi. Trong đó thì có một cái yêu cầu mà chị cảm thấy rất là lạ luôn. Đây là một cái ý tưởng mà chị chưa bao giờ nghĩ ra luôn các em ạ. Các em biết đó là gì không? Đó chính là bạn ấy yêu cầu chị Cà Chua là chị hãy nướng thịt trên rác khói đi. Wow, chị cũng không biết từ đâu mà bạn ấy có thể nghĩ ra một cái ý tưởng rất là lạ và rất là độc như thế này. Thì sau một hồi suy nghĩ thì chị Cà Chua nghĩ ra là lúc trước mình có nói một câu là nếu như mà chúng ta mà dùng đá khói thì chúng ta phải đeo găng tay. Nếu mà không đeo găng tay, chúng ta đụng trực tiếp vào đá khói thì có thể là chúng ta sẽ bị bỏng luôn á. Bỏng tức là sao? Bỏng tức là cái chỗ thịt đó nó sẽ bị chín đi. Có thể là do câu nói này cho nên là bạn ấy đã nghĩ ra cái việc mà nướng thịt trên đá khói. Rất là thú vị đúng không các em? Và hôm nay chị Cà Chua quyết định là sẽ làm cái thí nghiệm là nướng thịt trên đá khói. Chị cũng không biết là có thành công hay không và sau khi nướng xong nó có ăn được hay không. Nhưng mà chúng ta cứ thử làm thử xem sao. Biết đâu sau này nó sẽ là một cái trào lưu rất là hot thì sao đúng không? Có thể là do chị tưởng tượng quá. Thôi bây giờ chúng ta sẽ triệu tập đá khói nhé. À quên, trước khi thực hiện cái thí nghiệm này thì các em đừng quên bấm tặng cho chị Cà Chua một like. Bạn nào chưa đăng ký thì bấm ngay vào nút đăng ký. Và nếu có thể thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem cho vui. Triệu tập đá khói đậu xuất hiện. Yeah, đá khói đã xuất hiện rồi này các em. Chị nghĩ là trong tất cả các loại thịt thì thịt bò là một cái loại dễ chín nhất và có thể ăn tái được. Cho nên chị sẽ chuẩn bị một ít thịt bò và nướng trên đá khói. Thịt bò đâu? Thịt bò đây rồi. Chị đã mua trong siêu thị, người ta đã làm sạch và cắt sẵn cho mình rồi. Chị nghĩ là mình phải ướp một tí cho nó đậm đà. Xong rồi, không cần phải quá cầu kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ nướng. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái mẻ thịt nướng thật là thơm ngon. Kim lưu ý chúng ta không bao giờ được chạm tay trực tiếp vào đá khói nhé. Chị đã thấy khói bốc lên rồi. Có vẻ như thịt của chúng ta đang bắt đầu chín em ạ. Thơm quá à. Chúng ta trở bên thôi. Chị đã dùng cái quạt này để cho cái thịt của chúng ta nhanh chín hơn, giống y hệt như mình đang nướng thịt bằng than vậy đó. Các em thấy khói bốc lên không? Wow, các em xem nè, các sớ thịt của chúng ta đó nó đổi màu rồi. Không biết là nó có chín hay không các em á. Chị Cà Chua thắc mắc quá các em ạ. Không biết là nó có chín nổi hay không. Thì bây giờ chị mới nghĩ ra một cái phương án mới. Đó chính là chị sẽ dùng thịt bò Mỹ để nướng trên đá khói thử xem thế nào. Tại vì thịt bò Mỹ có đặc điểm nó còn dễ chín hơn thịt bò Việt Nam nữa đó các em ạ. Mình để nó qua một bên nhé. Đây, thanh vai bò Mỹ này các em. Bây giờ mình sẽ nướng bằng cái bò này thử xem.
ta-da. Chỉ cần một miếng mà đã phủ hết cái đá khói rồi. Màu của thịt bò Mỹ thì màu nó đậm hơn thịt bò Việt Nam, chắc là nó sẽ đậm đà và thơm ngon hơn. Sau khoảng 30 phút nướng trên đá khói thì chị thấy là giống như là nó đã đông thành đá rồi. Nhưng mà chị đang phân vân không biết là nó đông đá hay là nó chín thật nữa. Và để biết được rằng là nó đông thành đá hay là thịt nó đã chín thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất thôi, đó chính là làm thử một miếng thôi. À, gãy răng rồi. Wow, game ơi. Sau rất là nhiều lần chị Chua nghiên cứu thì chị cảm thấy là đây là cách ăn thịt bò mà ngon nhất từ trước tới nay. À, thơm quá à. Cho một ít nấm vào, ăn cho nó ngon.